quý vị và các bạn, hôm nay xe lăn điện Thiên An này giới thiệu quý vị một sản phẩm xe lăn điện mới với mã hiệu là SM04B. Cái này là cái phiên bản xe mà nâng cấp không sử dụng điện. Cái này chỉ sử dụng tay trực tiếp, có thể ngửa ra để nằm ở trên xe đấy. Người muốn ngả thì có một người hỗ trợ phía sau, bóp hai cái phanh và hạ xuống để có thể nằm trên xe được. Và khi mà không có thì mình có thể nâng lên. Tiếp theo là cái hệ thống chân của nó. Cái chân, để chân của nó bạn có thể nâng lên được. Đấy, nâng lên thẳng đứng. Hai bên đều có thể nâng được, một bên cao bên thấp cũng được. Khi mà nâng hay lên muốn hạ xuống thì nâng kịch lên trên và hạ xuống. Đấy, nó có ti đẩy, hệ thống ti thì được ở đây. Đấy, nó giảm chấn. Hai bên đều như thế. Đấy. Tùy theo kích thước. Đấy, nâng cao lên giống như bằng có thể nằm trực tiếp ở trên xe được. Đấy. Tiếp theo là hai cái chân này, khi mà muốn ra vào thì mình có thể mở hai cái phía chân dưới, hai cái càng chân trên, mở cái bộ phận để chân ra, hai cái nót chân này, bên kia nữa, hai bên tháo hẳn cái để chân ra, rất là đơn giản. Đấy, mở rộng ra để lên giường. Đấy, có thể nhấc lên khi mà di chuyển thì tháo ra và di chuyển xếp gọn ở trong xe. Đấy, hai bên. Xe thì sử dụng bánh trước là bánh đặc. Bánh trước là bánh đặc. Đấy, sử dụng bánh 10 inch. Bánh sau là bánh hơi cho nó giảm chấn và nó êm hơn. Cái loại này thì phụ kiện bánh xe, lốp xe này thì luôn có sẵn ở bên cửa hàng Thiên An. Thế khi mà các bác muốn sử dụng chế độ đẩy tay thì các bác rút cái đỏ ra, quay một góc khoảng độ 10 độ. Đấy là tự nó sẽ di chuyển bằng tay nhẹ nhàng. Nó nhấc lên quay, nhấc một bên lên và quay thử cho mọi người xem. Đấy, rất là nhẹ nhàng. Thế khi mà muốn điều chỉnh điện thì lại quay lại cái lúc đấy nó mắc vào. Đấy, đấy, nó sẽ khóa lại. Đấy, tiếp theo thì cái này sử dụng cái bình ắc quy 12V, 24V, hai bình 12V. Sử dụng cái cổng sạc ở đây. Đấy, kết nối có thể nhấc cái bình này ra. Nhấc cái bình này ra để di chuyển ở xe, rút rác ra. Nhấc cái bình bên bỏ ra ngoài. Đấy, xe thì có dây đai an toàn. Bây giờ sẽ muốn gập cái xe này thì rất là đơn giản thôi, chỉ cần tóm cái ở phía dưới đỡ bình, hơi nhấc lên một chút. Đấy, gập lại. Bỏ tất cả những cái đệm phía trên ra. Bỏ những cái đệm ra. Tất cả các đệm này có thể thay ra được. Rút, nhấc hai cái chốt phía trên ra. Nó gập giống như loại xe mà thông thường. Đấy, có thể tháo cái để chân thẳng ra. Đấy, khi mà di chuyển cho vào cốp xe ô tô rất là gọn nhẹ. Đấy, có hai cái chốt phía sau để gập xuống. Đấy, cái này gập thì cho trong xe ô tô rất là gọn nhẹ cho cốp sau. Chú ý là khi mà di chuyển thì phải tháo cái tay điều khiển này ra, không nên để cái tay điều khiển sử dụng một cái tay ốc vặn ở phía dưới này, bỏ tay điều khiển rút ra để vào giữa. Cái tay điều khiển là cái mà bộ phận rất là quan trọng của cái xe này, nếu nó hỏng thì phải thay thế và đắt tiền. Đấy, tiếp theo là sẽ mở ra, khi mà di chuyển đến nơi thì mở ra. Đấy, là một thao tác nhẹ thôi, có thể mở nó ra rồi. Nhấc hai cái này lên, nó tự có chốt nó khóa lại, kéo dây an toàn lên, sau đó mắc bình lại, mắc tay điều khiển trước khi mắc bình để tránh hiện tượng là khi mình mắc bình vừa rồi bấm vào tay điều khiển nó lại chạy. Tay điều khiển này có thể lắp bên phải bên trái tùy ý theo yêu cầu khách hàng, nếu có nhu cầu thì sẽ báo trước với công ty sẽ chuyển tay điều khiển sang bên trái hoặc bên phải. Cắm giác bình chỉ một giác thôi, mà hai giác xuống motor thì cái đó các bác không quan tâm. Tiếp theo là lắp cái nót ghế cũng như là tựa lưng. Cái xe này nó là khung bằng thép, thép ống nên nó rất là vững chắc. Những cái đường hàn nó sử dụng bằng công nghệ hàn tiên tiến, robot nên là đường hàn rất là đẹp, sắc sảo.
đã được sơn chống rỉ cũng như là sơn tĩnh điện. Mới mắc cơ cấu để chân vào đơn giản thôi, đặt xuống và gạt vào tự nó sẽ khóa lại. Bây giờ sẽ đến cái tay điều khiển này, cách sử dụng cái xe này. Ngồi trên đây, mời người mẫu ngồi trên nào. Đấy. Đấy, để điều khiển cái này thì các bác chỉnh cái tay điều khiển nó phù hợp với tầm tay ngắn dài của từng người. Mỗi người có chiều dài khác nhau, tay điều khiển khác nhau. Thì nút đầu tiên sẽ là nút nguồn, bạn bấm một cái nó sẽ có tiếng mà phía trên là hiển thị cái vạch pin, khi nào mà xanh đầy như thế này là pin đang đầy và nó sẽ giảm dần khi mà pin đã yếu. Tiếp theo là cái nút còi, nó chỉ báo nhỏ thôi, nhưng là cái còi. Tiếp theo là nút cái phần hiển thị tốc độ mà nó có thể tăng giảm bằng hai cái phím này, tăng giảm. Nếu người nào chưa quen thì nên để tốc độ thấp nhất và thử đi. Tiếp theo là cần điều khiển. Các bác cần điều khiển này thì các bác chỉ đẩy ở đâu nó sẽ đi ở đấy, đẩy nhẹ tiến về trước, đi tiến kéo từ từ đi chậm, gạt trái sang trái, gạt phải sang phải, gạt trái sang trái, đấy đi lùi thử. Đây là tốc độ thấp nhất, tiến thẳng rồi đi đến cuối đằng kia, xong rồi bật tốc độ cao nhất đi cuối kia. Nhanh, bật tốc độ nhanh nhất. Rồi. Đi thẳng. Cái phiên bản nâng cấp này thì tốc độ của nó được tăng lên gần gấp 1,5 lần những phiên bản mà M04 thường cũng như M0203 thường. Là cái phiên bản này bên công ty đặt riêng, cái tốc độ tối đa lên đến 10 km/h. Quý khách mua hàng thì vui lòng liên hệ với công ty xe lăn điện Thiên An. Website là xelandien.com. Liên hệ với số hotline ở trên video này để tư vấn tốt hơn. Mọi loại xe cũ cũng như là xe cần bảo hành sửa chữa, các bác có thể liên hệ với cả bên Thiên An có dịch vụ sửa chữa cũng như là thay thế phụ tùng xe lăn điện. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.